Chương trình hôm nay gồm có: Nga tuyên bố có thể không cần bầu cử tổng thống; Nga thay đổi sự thật, viết lại sách lịch sử mới; Mỹ chính thức chuyển xe tăng Abrams cho Ukraine; lính Wagner tiến sát biên giới Ba Lan; 3.000 lính Mỹ tới Biển Đỏ sau căng thẳng; cuộc đối đầu về chính trị Trung Quốc tại Anh; Hàn Quốc gửi 1.000 xe buýt giúp dân tránh bão; gấu sổng chuồng trên máy bay tại Dubai; tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Pakistan. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của kênh 60 giây tinh hoa vào tối thứ ba ngày 8 tháng 8. Xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây là những bản tin nóng nhất trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chọn không tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới, vì ông rõ ràng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại. Nhiều người cho rằng Tổng thống Putin sẽ tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 6. Những thay đổi hiến pháp trước chiến tranh cho phép ông Putin đã giữ chức Tổng thống cho đến năm 2036. Mặc dù các cuộc bầu cử là một yêu cầu của nền dân chủ và chính Tổng thống Putin đã quyết định tổ chức chúng, nhưng về mặt lý thuyết thì không thể tổ chức chúng, ông Peskov nói với trang tin tức ABC của Nga. Bởi vì rõ ràng là Putin sẽ đắc cử, ông nói. Đồng thời, ông cũng lưu ý tuyên bố này hoàn toàn là ý kiến cá nhân của ông. Trước đây, lãnh đạo của Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, đã từng kêu gọi bầu ông Vladimir Putin làm Tổng thống Nga trọn đời trước một cuộc bỏ phiếu toàn quốc. Vào năm nay, các cuộc bầu cử ở hàng chục khu vực trên khắp nước Nga sẽ được tổ chức vào hồi tháng 9 sắp tới, với 18 người đứng đầu khu vực, thành viên của 16 nghị viện khu vực và 12 hội đồng các thị trấn, cũng như thị trưởng của Khabarovsk ở Viễn Đông, sẽ được bầu bằng bỏ phiếu trực tiếp. Điện Kremlin cũng dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà họ đã tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm ngoái. Vào năm 2020, người Nga đã từng chấp thuận với tỷ lệ áp đảo một gói thay đổi hiến pháp trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc. Kết quả một phần cho phép Tổng thống Vladimir Putin hồi đó đã có khả năng kéo dài hai thập kỷ cầm quyền của ông cho đến tận năm 2036. Tuy nhiên, không phải tất cả những người Nga giờ đây đều mong muốn ông Putin tiếp tục trên ngôi vị của mình. Có một sự thay đổi lớn trong nhận thức của người dân Nga sau khi nước này gây ra cuộc chiến tranh với Ukraine. Sau những cuộc huy động hàng trăm nghìn người, đã có rất nhiều người Nga đã bỏ quê hương ra đi và nhiều trí thức của Nga chống đối lại đường hướng của chính quyền Kremlin. Nhiều phát biểu công khai phản chiến đã bị chính quyền khép vào tội phản quốc, cũng như làm sai lệch hình ảnh quân đội Nga. Trang tin The Moscow Times đã cho biết, Nga đang trên đà mở nhiều vụ án hình sự về tội phản quốc vào năm 2023, nhiều hơn cả 20 năm qua đã từng cộng lại. Trích dẫn nguồn từ trang web tin tức độc lập Kholod của Nga đưa tin vào hôm thứ Hai. Theo nguồn tin này, các nhà chức trách đã tiến hành 82 cuộc điều tra tội phản quốc từ tháng 1 cho đến tháng 7, tăng gấp 4 lần so với 20 trường hợp được điều tra trong cả năm 2022. Tạp chí Kholod đã cho biết, trích dẫn các nguồn báo cáo phương tiện truyền thông công khai. Theo dự án nhân quyền Pavi Oddel của Nga, chuyên về các trường hợp đang được Cơ quan An ninh Liên bang là FSB điều tra, số lượng thực tế các vụ phản quốc đang diễn ra lớn hơn nhiều do một số cuộc điều tra không được công khai. FSB đã tăng tốc vào năm 2023. Trung bình, chúng tôi nhận được 20 vụ án hình sự mỗi tháng. Luật sư Evgeny Smirnov của Pavi Oddel nói với trang Kholod. Điều này có nghĩa là cứ mỗi một ngày sẽ có một trường hợp phản quốc được xét xử tại Nga. Thưa quý vị, các nhà chức trách tại Nga đã trình bày tại Moscow sách giáo khoa mới về lịch sử phổ thông và lịch sử nước Nga cho lớp 10 và lớp 11. Sách giáo khoa lớp 11 đã viết lại hoàn toàn các phần về giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2000, đồng thời bổ sung thêm phần từ 2014 cho đến nay. Một phần riêng biệt được dành cho chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine được mô tả trong đoạn 37 có tiêu đề Nước Nga ngày nay, hoạt động quân sự đặc biệt, SVO. Nó đề cập đến các chủ đề
như quan hệ giữa Nga và phương Tây vào đầu thế kỷ 21, cũng như là áp lực từ Hoa Kỳ hay là sự xuyên tạc lịch sử, cũng như là sự hồi sinh của chủ nghĩa phát xít. Đặc biệt, sách giáo khoa nói rằng ý tưởng cố định của các nước phương Tây là làm mất ổn định tình hình bên trong nước Nga. Phần về cuộc chiến ở Ukraine đã trích dẫn lời của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga đã khởi phát chiến tranh để ngăn chặn các hành động thù địch ở Ukraine. Tuy nhiên, liên quan đến học thuật và giáo dục tại Nga, trong vòng 5 năm qua, Nga đã mất đi 50.000 nhà nghiên cứu khoa học do Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học của Nga, viết tắt là AIS, Chủ tịch chi nhánh Siberia của AIS là Valentin Parkmon cho biết tại một cuộc họp của Viện. Hãng tin Interfax đã dẫn lời ông Parkmon nói rằng vấn đề chính ở Nga là trong vòng 5 năm qua, chỉ có Nga, không có quốc gia nào khác, đã mất nhiều người làm trong lĩnh vực khoa học như vậy. Nga đã mất 50.000 người. Hiện giờ khi tất cả mọi người đang nói về chủ quyền công nghệ và tương lai phụ thuộc vào công nghệ, chuyên sâu về khoa học, thì vấn đề là nước Nga, với tư cách là một quốc gia, lại đang bỏ lỡ những người có thể làm được điều đó. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã thông qua việc chuyển giao lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine. Chúng sẽ đến nơi vào đầu mùa thu, theo người cung cấp vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ đã tuyên bố như vậy. Chúng đã sẵn sàng, giờ đây xe tăng cần được chuyển đến châu Âu và sau đó đến Ukraine cùng với mọi thứ đi kèm. Đạn dược, phụ tùng thay thế, thiết bị nhiên liệu, cơ sở sửa chữa, nghĩa là một gói hoàn chỉnh đi kèm với xe tăng, ông nói thêm. Trước đó Hoa Kỳ đã hứa chuyển 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Đầu tiên Washington tuyên bố sẽ chuyển giao phiên bản M1A2, nhưng sau đó họ muốn cung cấp phiên bản M1A1. Trong tháng 3, các quan chức ngũ giác đài đã thông báo rằng họ muốn hoàn thành việc chuyển giao xe tăng vào mùa thu năm 2023. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine, ông Reznikov đã tuyên bố xe tăng Abrams của Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của Ukraine. Trong tháng 7 vừa qua, theo các nguồn tin từ ngũ giác đài, các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, những người đang được huấn luyện để vận hành xe tăng Abrams của Mỹ tại một căn cứ ở Đức, có thể sẵn sàng chiến đấu ngay sau vài tuần. Thưa quý vị, lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân của Nga là Wagner được phát hiện cách biên giới với Ba Lan 2 km. Những binh sĩ này đã cố gắng ra khỏi lãnh thổ của Belarus. Liên quan đến vấn đề này, phía Ba Lan đang xem xét phương án đóng cửa hoàn toàn biên giới. Điều này đã được kênh Telegram là Nesta công bố. Cụ thể là lính Wagner đã được người dân địa phương chú ý tại trung tâm giải trí Format thuộc làng Pechaska, nằm cách biên giới của Belarus và Ba Lan chưa đầy 2 km. Các cựu tù nhân này đã uống rượu rất nhiều. Trong diễn biến liên quan, chính quyền Ba Lan tuyên bố những lính đánh thuê này đang cố gắng vào nước này từ ngả Belarus. Thứ trưởng Bộ Nội vụ của Ba Lan là Pavel Ablonski cho biết Warsaw đang tăng cường bảo vệ biên giới của mình trước những hành động khiêu khích mới từ Wagner. Rõ ràng lính Wagner sẽ có những nỗ lực để xâm nhập vào Ba Lan. Chúng tôi chờ đợi những nỗ lực tấn công mới ở biên giới, cũng có thể là những nỗ lực nhằm vi phạm địa phận của chúng tôi, ông nói. Tổng thống của Litva là Gitanas Nausea đã nói rằng một số chiến binh của PMC Wagner cũng được triển khai gần biên giới quốc gia của Litva. Người đứng đầu nhà nước này nhấn mạnh sự hiện diện của Wagner ở Belarus đã tạo ra một yếu tố rủi ro mang tới cho an ninh của đất nước của ông. Thưa quý vị, hơn 3.000 nhân viên quân sự của Hoa Kỳ đã đến Biển Đỏ trên 2 chiếc chiến hạm như một phần của việc triển khai tăng cường sau khi Iran đã bắt giữ tàu chở dầu, hải quân của Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai. Các thủy thủ và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã tiến vào Biển Đỏ vào hôm Chủ nhật sau khi đi qua kênh đảo Suez trong một đợt triển khai đã được thông báo trước, hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Hải quân của Hoa Kỳ đã đến trên tàu chiến USS Bataan và USS Carterhall, mang lại sự linh hoạt và năng lực hàng hải cao hơn cho hạm đội 5, tuyên bố cho biết thêm. Quân đội Hoa Kỳ cho biết Iran đã bắt giữ hoặc cố gắng kiểm soát gần 20 tàu mang cờ quốc tế trong khu vực trong 2 năm qua. Việc triển khai diễn ra sau khi Washington cho biết các lực lượng của họ đã ngăn chặn 2 nỗ lực của Iran nhằm bắt giữ các tàu chở dầu thương mại ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Oman vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Các dịch vụ hàng hải ở Iran cho biết một trong 2 tàu chở dầu là tàu Richmond Voyager đã treo cờ Bahamian đã va chạm với một tàu của Iran khiến 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị thương nặng.
theo hãng thông tấn nhà nước IRNA. Và tuần trước, một quan chức của Hoa Kỳ nói với đài AFP rằng Washington cũng đang chuẩn bị triển khai lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân trên các tàu chở dầu thương mại đi qua vùng vịnh như một lớp phòng thủ bổ sung. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Brick Lane của London nổi tiếng với nghệ thuật đường phố, dường như là nơi diễn ra cuộc đối đầu mới nhất giữa những người ủng hộ dân chủ và người Trung Quốc trung thành với chế độ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối tuần qua, các ký tự Trung Quốc lớn màu đỏ được vẽ trên nền trắng, ca ngợi các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi của ông Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào. Nhưng sau đó, hầu hết các khẩu hiệu đều bị bôi xóa bởi những bằng chứng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và thậm chí tác giả đã bị những lời dọa giết. Sáng sớm thứ Bảy vừa qua, tác giả quét vôi một phần của bức tường nghệ thuật đường phố, sau đó phun sơn một bộ 12 từ có hai ký tự bằng tiếng Trung Quốc. Các từ bao gồm dân chủ, văn minh, tự do, bình đẳng, công lý và pháp quyền. Khi các khẩu hiệu thu hút những bình luận trên mạng, nhiều người khác đã đến Brick Lane để vẽ những bình luận đối ngược như người Duy Ngô Nhĩ tự do và Tây Tạng tự do. Có những đề cập đến vụ thảm sát đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Hoàng Hàng Gen, một sinh viên Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, là tác giả của tác phẩm, cho biết mục đích kích động các cuộc thảo luận. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu Trung Quốc, nhưng anh cũng có quyền phản ánh về đất nước này thông qua nghệ thuật. Thưa quý vị, hơn 1.000 xe buýt đang được triển khai để di chuyển 37.000 hướng đạo sinh, chủ yếu là thanh thiếu niên, khỏi trại họp ban hướng đạo thế giới ở Hàn Quốc khi cơn bão Kanun ập đến. Hầu hết các hướng đạo sinh còn lại, đến từ 156 quốc gia, sẽ được đưa từ địa điểm ở quận Buan phía Tây Nam đến 128 địa điểm lưu trú nằm rải rác trên 8 tỉnh và thành phố, bao gồm cả thủ đô Seoul. Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cho biết vào sáng hôm thứ Ba. Cuộc di tản khỏi khu cắm trại rộng lớn bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, với chuyến xe buýt đầu tiên chở một đội hướng đạo sinh từ Đài Loan, với các quốc gia còn lại được rút ra trong ngày, trên 1.014 xe buýt. 4 trực thăng cảnh sát và 273 xe cảnh sát tuần tra sẽ hộ tống những người tham gia. Sau một tuần vật lộn với đợt nắng nóng ở tại Hàn Quốc, Ahmad Al-Hendawi, tổng thư ký của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới cho biết trong một tuyên bố, đây là lần đầu tiên trong hơn 100 năm trại họp ban Hướng đạo Thế giới mà chúng tôi có được để đối mặt với những thách thức phức tạp như vậy. Thông báo về việc sơ tán được đưa ra sau khi Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới cho biết họ kêu gọi Hàn Quốc nhanh chóng đưa các hướng đạo sinh ra khỏi đường đi của cơn bão và cung cấp tất cả các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết cho những người tham gia trong thời gian họ ở lại và cho đến khi họ trở về nhà. Thưa quý vị, một con gấu được vận chuyển trên chuyến bay của hãng Iraqi Airways từ Baghdad đến Dubai đã thoát khỏi chiếc củi đặt trong khoang hàng hóa, gây ra tình trạng chậm chuyến. Chúng tôi xin lỗi các hành khách trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Baghdad đến sân bay Dubai vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng. Đây là thông báo của Iraqi Airways cho biết về sự việc diễn ra vào hôm 4 tháng 8. Iraqi Airways lên tiếng xin lỗi sau khi mạng xã hội lan truyền video một hành khách nói chuyến bay khứ hồi trở về Baghdad bị trì hoãn hơn một tiếng do con gấu trong khoang hành lý. Trong một video khác, con gấu đang đi lại bên ngoài chiếc củi trên máy bay và một số người cố gắng vuốt ve nó. Cuối cùng, đội ngũ chuyên môn bắn súng gây mê con vật và vận chuyển nó xuống máy bay, hãng Iraqi Airways cho biết thêm. Hãng này nói thêm rằng con gấu đã thoát khỏi củi khi máy bay đến sân bay Dubai. Cuối ngày 7 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Iraq cho hay, trên thực tế có hai con gấu trên chuyến bay ấy. Hai con gấu nhỏ thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng đã được vận chuyển từ Baghdad. Khi chuyến bay đến Dubai, một trong hai con đã phá lồng, buộc các cơ quan y tế và môi trường tại sân bay Dubai phải gây mê chúng. Thưa quý vị, tại Pakistan, một đoàn tàu chạy hướng Bắc từ Đông Nam đến thành phố biên giới, bất ngờ báo trật bánh và lật nhào đã làm ít nhất 30 người thương vong và khiến 80 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Chuyến tàu tốc hành hướng Bắc ở Pakistan bắt đầu dự kiến khởi hành từ Karachi, thành phố lớn nhất ở phía đông nam của đất nước, đến Jabalpur, thành phố biên giới giáp với Afghanistan. Người dẫn chương trình truyền thông cho biết, vụ tai nạn tàu hỏa lớn xảy ra cách Karachi, thành phố lớn nhất ở Pakistan, 275 km. Truyền thông địa phương chỉ ra rằng vụ tai nạn khiến 8 toa tàu trật bánh, trong đó có 3 toa bị lật, xoắn và biến dạng, dẫn đến thương vong hàng loạt.
Bộ trưởng Bộ Đường sắt của Pakistan cho biết, các nhân viên đường sắt cứu hộ và xe cứu thương cũng đang gấp rút đến hiện trường. Chúng tôi đang huy động mọi lực lượng. Cả cảnh sát và quân đội đã được điều động để cứu trợ. Do hệ thống đường sắt đã cũ, nên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ tai nạn chết người do tàu hỏa tại địa phương. Tuyến đường sắt này là một trong những dự án chính mà Pakistan vay của Trung Quốc để tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, chương trình Tiêu điểm nóng tối nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.